Chào Vân. Hai. Vân mới ở chỗ làm về à? Ừ, mình vừa mới đi làm về. Bạn đang tìm gì ở đây? Mình đang tìm một cái bình thật xinh để cắm hoa. Thường sau giờ làm việc, Vân sẽ làm gì cùng gia đình? Mình sẽ ăn tối với gia đình và dành thời gian cho gia đình. Còn những thú vui riêng của mình thì sao? Mình thích dành thời gian ở bên Hầu với cả sẽ tập yoga. Để cân bằng giữa công việc, gia đình và sở thích cá nhân, có khó đối với Vân hay không? Đối với mình thì rất là khó và hiện tại bây giờ mình vẫn đang cố gắng để có thể làm được điều đấy. Đâu là bí quyết giúp Vân lúc nào cũng yêu đời? Mình hay quên nên cũng không có gì là mình buồn lâu cả. Một vài câu hỏi nhanh nhé. Màu trắng hay màu xanh? Trắng. Vẽ tay hay đơn sắc? Vẽ tay. Vì sao? Mình thích thế. Hoạt động yêu thích nhất của Vân vào mùa đông là gì? Mình nghĩ là ăn và ngủ. Trong tất cả những sở thích riêng, sở thích nào bạn sẽ không bao giờ từ bỏ? Đi du lịch. Đồ vật được coi là bất ly thân đối với Vân? Điện thoại. Vậy nếu không là doanh nhân thì Vân sẽ làm gì? Travel blogger. Vân đã có kế hoạch lớn nào cho năm sau chưa? Tập trung vào công việc và gia đình. Một tiên đoán cho năm sau? Hết Covid. Và điều cuối cùng, Vân có muốn chia sẻ gì đối với khán giả của Hà Nội Ai không? Chúc mừng năm mới và chúc mọi người sẽ có một năm an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình.